Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip bán máy cho anh em nha. Rồi, xin nhắc lại quy định mua máy của mình luôn. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên triệu thì em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với mã số thẻ cào, mình sẽ ship hàng cho anh em. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc nhận hàng nha anh em. Tất cả các máy bán thì mình đều có ship code toàn quốc. Anh em cứ cọc tiền là mình sẽ ship hàng cho anh em. Tới nơi anh em cứ trừ tiền cọc ra là thanh toán cho shipper nha, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha anh em. Đó. Và mình xin nhắc lại luôn anh em mới đi ngang kênh á thì nhớ bấm đăng ký nha để đón xem những clip mới của mình cũng như là những chương trình tặng quà bên mình nha. Thì thứ tối thứ bảy nha, xin nhắc lại tối thứ bảy tuần này thì mình sẽ livestream con sim 0346 này 50 5356 ha, và tuần sau nữa thì sẽ là 0372 861 555. Đó, đó là anh em sẽ dự đoán ba con số ha, thì đó mình sẽ cho anh em dự đoán kết quả trúng thưởng, nó sẽ mình sẽ ra chương trình và anh em cứ theo áp dụng theo và tham gia nha. Thì tối thứ bảy tầm 7 giờ tới 8 giờ lúc đó mình sẽ lên livestream trực tiếp để anh em tham gia chương trình cho vui nha anh em. Anh em nhớ theo dõi kênh thường xuyên nha để có thông báo và anh em mới biết được nha, chứ không thôi thì nó bỏ qua chương trình khuyến mãi bên kênh mình. Thì tham gia cho nó vui nha anh em. Rồi, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một em Samsung J710 bản hàng anh em. J710 nha, bản hàng ha. Bản hàng thì một sim, máy sườn đẹp, vỏ đẹp. Đánh giá là tầm tầm 97-98 nha, máy nguyên zin nha. Đó, J710. Kính đẹp keng nha. Đó. Con này là màn hình 5.5 inch. RAM 2/16 và pin ngon này là 3003. Máy nguyên zin bản hàng một sim, xài rất là ổn định nha. Ok, con này ra đi cho anh em giá 1450 nha, quá bèo. 1450 kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. 1450 con J710. Và tiếp theo là con Oppo F5. Máy này là còn riêng nha, vỏ còn có xước sát theo năm tháng nha. Vỏ này xước sát nha anh em. Không có được đẹp keng ha, nhưng mà cũng được tầm 94-95% trở lên. Kính đẹp keng tầm 98. Kính thì 98-99 luôn. Đó. Oppo F5. Chức năng full nha, màn hình hiển thị rất là nét nha anh em. F5 ha, RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình là 6 inch, pin 3200 nha. Máy ngoại hình như clip mình quay nha. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 1950, 1.950.000 nha anh em. Máy cũng còn rất là mượt nha. Tiếp theo là con Oppo A5s, nắp sau thay rồi anh em, nắp sau thay mới nha, keng xà beng ha. Màn hình 6 inch 2, RAM 332, pin ngon là 4230. Đó, sườn vỏ thì như clip mình quay rồi. Kính này, kính đẹp tầm 98-99%. Nói chung là cũng rất là mượt, màn sáng đẹp nha. Màn rất sáng nha. Wi-Fi, chức năng máy là ok nha. RAM 332, Oppo A5s. Đó, chức năng xài full nha. Ok hết, con này để anh em giá 1850. 185 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Oppo A5s ra đi cho anh em giá 185. Tiếp theo là con Samsung J4 Plus vì bán Việt Nam, hai sim. Mặt trên thì có tráp engine tí, còn như là lưng đẹp, kính đẹp ha. Con này màn hình 6 inch, RAM 2/16 và pin con này là 3003 nha anh em. Sườn siết thì cũng có xuất sắc, không được keng ha. Nhưng mà đánh giá là tầm 97. Nếu mà sườn với lại kính, kính là 98-99 luôn, thì quá đẹp. Đó. Wi-Fi rất là nét nha, ok. Backing Wi-Fi này, J4 cộng này. Máy hiển thị rất là sắc nét nha, máy nguyên zin. Bộ nhớ 16GB. Ok, con này để anh em giá 1.600.000 thôi. 1.600.000 kèm sạc thì dán lực cho anh em luôn nha. 1.600.000 là ra đi luôn. Tiếp theo là con Samsung A10, nắp sau thay mới. Màn hình 6 inch 2, RAM 232, pin 3400. Đó, máy ngoại hình như clip nha. Đẹp keng nha anh em. RAM 2 bộ nhớ 32GB. Màn hình thì nét nha anh em. Đó, Wi-Fi chức năng A10.
Samsung A10 màu xanh. Để anh em giá 1.700.000. 1.700.000 nha, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Đó, máy nét căng luôn nha anh em. Và mình còn một con Mattel 88 anh em. Mattel 88 inch. Con này có bao da ốp lưng đầy đủ hết, máy mới nha anh em. Rồi. Trong đây là có bao da đó là đủ ha. Đấy, full bộ. Cắp cáp sạc tai nghe, bao da. 88 inch Mattel. Anh em lên mạng YouTube rồi thoải mái nha, con này nha. Đó, màn hình 8 inch nha. Máy mới nha anh em. Con này ra đi cho anh em giá 1.700.000 thôi. 1070 chưa tới 1.100.000 nha. Cặp trước 50.000 Viettel là mình sẽ ship anh cho anh em con này thôi. 50-100.000 được hết. Giá của nó là 1.700.000, quá bèo. Là có một cái máy cho con em giải trí nha, xem phim YouTube các kiểu ha. Tiếp theo là một con Note 8 đi. Samsung Note 8 bản hàng nha anh em. Máy màu gold. Bút biếc còn đủ hết ha, bút này màu xanh nha. Bút hoa lan tí màu xanh. Nhưng mà bút riêng luôn. Con này nói chung màu rất là đẹp, đốm một đốm đen nha đây. Bao anh em xài không lan nha. Bao xài không lan. Đó, màn màn ám nhẹ lắm, không đáng kể đâu. Thực sự là không có ám gì luôn. Nhìn thấy thì nó gọi là thôi. Từ máy mà AMOLED thì anh em thực sự luôn. AMOLED anh em xài thời gian cái nào cũng ám. Nó thẳng luôn. Đó, chút đỉnh thôi. Bữa trước mình có bán một cái anh cũng đặt cho mình một con, cuối cùng là bơm về. Nó là ám nặng và thực sự mình nói thực sự anh em là không thấy gì luôn mà gọi là ám nặng đó. Bao anh em luôn về tới nơi anh em cứ coi, có ám mình nó thực sự không giấu giếm gì là có ám nhẹ, cực nhẹ luôn, nó gần như không thấy anh em. Nó gần như không thấy nha. Mà anh nói là nó ám nặng. Đó nên là thôi kệ, bị biết sao không được thì mình hồi hàng thôi. Chuyện bình thường, anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Không vấn đề hết nha anh em. Cái nào bỏ qua được thì nên bỏ qua, tại vì màn AMOLED anh em xài thời gian coi nào cũng ám hết. Mà cũng chỉ cần nó 8 mà màn riêng tới thời điểm bây giờ thì làm sao anh em nghĩ không ám được. Mà nó không đáng kể. Đây có một đốm nhẹ rồi, mình bán giá thành lý cho anh em luôn nha. Nó 8 một sim. Mình kiểm tra email là biết ngay. Đó, chỉ có một dòng email thôi nha, một dòng số trên thôi ha, là dòng một sim nha. Đó, giá con này ra đi cho anh em 3.200.000 thôi. 3.200.000. Kèm sạc cho anh em nha. Rồi tiếp theo clip là một con Samsung A10s màu xanh, vỏ sau thì có chất đốm đốm xước do xài ốp lưng này. A10s nha, màn hình 6.2, RAM 332, pin 4.000. Đó, vỏ sau thì có xước sát gì nhỉ. Kính đánh giá là đẹp anh em, có một vài cầu lông chuột thôi, không đáng kể. Nói chung màn rất là đẹp. A10s rồi cũng RAM 232 nhưng mà chip xử lý nó mạnh hơn con A10 một tí ha, nên giá nó sẽ chênh lệch 1-200.000. Đó. Con này là A10s nha. Đó. Ok, con này ra đi cho anh em giá 1.830. 1.830.000 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Để anh em về khỏi phải dán lực tốn tiền nữa. Tiếp theo là một cục sạc dự phòng. Anh em nào cần thì liên hệ nha, sạc dự phòng Samsung. Dung lượng 10.000. Sạc riêng chính hãng có cổng tai xi đàng hoàng cho anh em luôn. Sạc bằng cổng tai xi ha. Con này ra đi cho anh em đặt hàng cho mình đi. Giá để anh em bèo nhèo luôn. Là sạc dự phòng mình sẽ để anh em giá 270.000 nha, 270k. Rẻ hơn nói chung là những siêu thị lớn là tầm 100.000. Đó, anh em mua sạc rất là chuẩn nha. Sạc dự phòng cổng tai xi Samsung dung lượng 10.000, mẫu mới ra nè. Tiếp theo là một con Samsung A6+ bản hàng, màu xanh nhạt, máy đẹp tầm 98 tới 99 nha. Màn hình 6 inch, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3.500 nha. Đó, máy cực đẹp như clip mình quay luôn, kính này. Nguyên riêng kính keo sờ beng luôn. Đó, máy nhìn rất là chắc nha. Wi-Fi này. Chức năng ok. Galaxy Ring, nó là dòng A6+ đó anh em. Sẽ test thử đây. Đúng rồi, một dòng anime đó. Ok, con này ra đi cho anh em A6+. Máy nhìn nói chung là rất là đẹp nha anh em. 2.500.000 nha. 2.500.000. Một con Samsung A71. Mẫu đời mới ha, vỏ sale đánh giá đẹp tầm 97-98. Camera 4 mắt nha. RAM 8, bộ nhớ 128 nha anh em. Màn hình 6.7 và pin con này là 4.500.000 nha. Đó. Máy cũng cực đẹp. Kính không có lông mèo lông chuột. Cực đẹp luôn. Samsung A71.
RAM 8 bộ nhớ 128 anh em, rất khủng nha, mẫu đời mới ha. Con này nguyên zin từ A tới Á luôn. Không hề lai tạp một cái gì hết nha. A71. Con này ra đi anh em giá là để sale sập sàn nhanh luôn. 5 triệu tư. 5 triệu tư nha anh em, kèm sạc giãn lực cho anh em luôn. Chỉ 5 triệu tư thôi anh em, sử dụng ngay lập tức. Không lăn tăn hết ha. Tiếp theo là một con Oppo A92. Máy anh em sale đã dán kèm cho anh em rồi. Màn hình 6.5 nha, RAM 8 bộ nhớ 128, pin 5000. Cực trâu bò nha. Pin trâu bò luôn, pin 5000. Và màn kính thì còn miếng dán guarantee luôn. Đó, máy ngoại hình rất là đẹp. Đánh giá con này 98.9 nha. Con này cũng RAM 8 bộ nhớ 128 luôn anh em, cũng thuộc dạng cấu hình khủng của dòng Oppo nha. Đó. Cấu hình chuẩn chỉnh luôn. Ok, con A92 để anh em giá 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi kèm sạc giãn cực lực cho anh em luôn. Samsung A50s màu trắng, con này vỏ sau có xước sát nhẹ. Đó, cũng hơi nặng anh em. Xước sát này, đó, như clip này anh em cứ coi kỹ nha. Đó, quần táo kèm hem hết. Con này thì về dán mặt sau bằng dán keo đi anh em cho đẹp nha. Còn mấy nguyên riêng. Kính trước thì còn miếng dán anti anh sao. Đó, nó đẹp như này ha, soi gương ha. Bao anh em kính không hề xước luôn. Samsung A50s màn hình 6.4. RAM 464 và pin con này là 4000 nha. Mấy nguyên riêng từ A tới Á luôn nha. Đó, chưa hề qua sửa chữa một cái gì hết nha. Con này là bảo đảm anh em luôn, riêng nguyên A50s. Con này ra đi cho anh em giá 3.2 triệu. 3.2 triệu kèm sạc cái giá ngược lại cho anh em luôn. Một em Oppo A3s đã xanh thay cái nắp sau màu xanh rất là đẹp cho anh em rồi nha. Như máy mới ha, màn hình 6.2. RAM 216, pin con là 4230. Máy đẹp như máy mới bóc hộp luôn. Đó, kính không có giấy cực lực. Chưa dán cái lực cho anh em, mua thì mình sẽ dán nha, đẹp keng sàm luôn nha. A3S. Đó, hiển thị rất sắc nét nha. Ok, con này ra đi cho anh em giá 1650. 1650 kèm sạc và dán cái lực cho anh em luôn nha. Đó, máy cực đẹp ha. Đó, anh em mua thì mấy con này cọc trước 50.000 theo là ship cho anh em luôn nha. Một con iPhone 6S 16GB. Vỏ sale có nhem nhem này. Nguyên zin. Con này xài lâu nó bị như thế này ha. Con này 6S 16GB máy full, vân tay vân chân đầy đủ. Và là máy quốc tế nha anh em. Con này là pin yếu, pin còn tầm 70%. Để anh em giá 1 triệu 9 nha. Nếu anh em nào thêm 100 ngàn thì thành pin 100%. Mình chỉ thay pin luôn là 2 triệu tròn. 2 triệu tròn thay pin luôn. Còn nếu không để ra thì anh em tính 1 triệu 9 nha. Màn này trong này có khoảng qua nó có một đốm gì nhẹ rồi. Đó. Còn nguyên riêng hết 1 triệu 9 là pin 70%. Còn nếu anh em thay pin là 2 triệu nha. Ok. Thôi, clip này cũng xin tạm dừng tại đây đi. Thân ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới được kênh mình nha. Và anh em nhớ thứ bảy là anh em tham gia livestream nha. Để dự đoán trúng sim số đẹp nha anh em. Số dễ nhớ thôi nha, cũng phải là siêu đẹp gì ha. Rồi, thân ái chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới được kênh mình. Chào anh em.